Nam luôn gần Huế. Khỏe. Huế. Thế có đi bao nhiêu cháu giờ không? Để đi luôn. Chả đi đây là điếm là về không đi được. Khổ quá. Như có khỏe không? Khỏe. Như là khỏe nhỉ. Như là ngày nào tháng nào cũng được điên, cứ nằm nhà thì chơi. Ông ấy khỏe lắm, cứ tháng đi viện lần là bình thường. Ông ra tiêu chuẩn, ông thích đi nước nào thì đi bao giờ, đây, ông thích đi nước nào thì đi bao giờ. Yên tâm, ông không phải lo. Cái này còn phải được 50 năm nữa. 50 năm rồi thì khổ quá, tại vì mới chết ngay. Chết được, được chết được, 50 năm nữa mới chết. Người sống cả người chết, người sống cả người chết. Hôm nào cũng thế, hôm nào nằm dưới kia thế. Cứ người sống cả người chết, người chết cả người sống, khổ Ở quá. đâu ăn gì có chết thì cãi nhau thế nào được. Người mình bảo rằng chết thì người chết để làm gì, chết cho nên cũng sống, chết để làm gì cho mà chết, để sống đó. Ở dưới nhà toán này. Ăn cho nó khỏe thì 50 năm nữa để còn đi múa, thì đi múa khắp nơi cho mọi người xem gì. Đi mua nhiều chả đi hai mua mua bao nhiêu là trăm là sang nông dầu thì dối bao nhiêu coi là đi kiếm chất Ôi cứ dối đây thì kia, ông không múa thì ai múa cho. ta chẳng mua ta không mua ta không có dối gì gì nào Để thất truyền à? ta ta chuyển ta nó ta khô xuống dưới âm đi là đi mong chân vùng trí. Theo ông Tân làm một gánh nữa, một gánh rối riêng, Mà lại cánh rối như ngày xưa mấy cụ với nhau. khổ quá, đang khổ bây giờ là khổ quá mà Cũng khổ, ông ăn cố nó khỏe. làm cha nó được thì nói thì dài bằng Thế còn đi chuyên nghề rồi thì khi không chuyên thì thất truyền thì làm thế nào? không chuyện chứ gì bạc bố nó Mối dối rồi, mối đắp nhiều quá cho nó đắp nổi tiếng ai người ta cũng biết, bây giờ lại cứ đắp đống ra đấy. không dối cũng vô gì dối đâu của ta mà Ông giàu như ông không biết múa, chỉ có ông mới múa được thôi. Ông giàu không múa được, chỉ có ông mới múa được thôi. ta mà cứ bỏ là ta mà chết đi coi như là bỏ tất cái dối bây giờ nó cái dối bây giờ nam bây giờ là nó phải y như thật chứ dân dối giả như giả dối thế mà dối nổi như thật. Đây, tại nhà ông ơi. Quá mà Rối cổ hỏng hết rồi, bây giờ toàn rối mới. Rối mới không đẹp. rồi mới bên này không mua được Không mua được. không mua được Không có chỗ nào nó không bán. người đàn À, trong ông người lấy. đàn người đàn trong người đàn biết Ông lấy nhưng mà là cái rối cổ mới bây giờ anh ấy làm nó không đẹp. Nhưng mà vẫn còn nổi tiếng. có phải Vẫn còn đẹp, đi so với các nơi vẫn còn tuyệt vời lắm. Không phải là xấu. đi dối là nó là cái con dối nó là dối chứ không phải là Phật dối mang Phật lên để mà mua đó là ta nói cho mà biết nó là con dối dối là dối Phật nó là Phật mang Phật xuống dưới ao để mua thì không hay là không 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 được không ai ra xem là về đất Đây, bây giờ đây người xem. không ai ra xem được mà mua ai thì mua xem Cháu đi được từ đầu làng đến đây ai cũng hỏi thế nào, chả thấy ông đi múa rối nữa. Thích xem quá mà không có ông múa. Người khác múa người ta không xem, ông múa người ta mới xem.
Rồi cùi anh ông Nương đấy. Sắp chiều muối đã bảo là về. Ta về thì ông Nương ông ấy đi mời lại để xem không. Tôi nấu rồi ông bảo mời ở lại để xem không xem đâu. Rồi ý là tôi không xem đâu, tôi đi về đi. Đâu rồi? Tôi ngày năm năm trăm chín Lâu quá. năm trăm chín Chỉ cách đây 2-3 năm ông vẫn đi múa mình. Trời rét ông vẫn múa được mình. năm trăm chín anh có nhớ năm trăm chín anh Năm trăm chín tôi còn bé tí. năm nay thế mà Ông cứ ăn khỏe thì mấy hôm nó dậy, mấy hôm nó để đi múa, sắp mùng 3 tháng 9 rồi. Lại ra bảo tàng dân tộc để múa. gặp nhau và đàn dân tộc này cứ Bảo tàng dân tộc nó vẫn mời, vẫn gọi ông đấy ra đây để múa, nhưng tôi vẫn nhớ. khổ quá Ông không đi múa, ông không truyền nghề thì ai biết nữa. không chuyên nghề ta không chuyên thì ta chuyên ta chuyên ta coi ta chuyên cho ai thế nhưng mà chuyên sang nó mà cái gì cái gì thế này mà chẳng làm được đi mà làm cái gì ta bây giờ tôi dạy anh không biết tôi dạy cho anh biết anh bảo cái gì cái thế này mà chẳng làm được đi Hứ, cứ nào nó bảo ông thế. ôi gì mà cái gì thế này mà chẳng làm được Có mà ăn cả xong, nói linh tinh. người nói thế là vô ý thức vô giáo dục có biết người mới ra được mày hỏi thế này Ok, không chấp cái bọn ấy. không chấp phải chấp phải chấp không không có gì cái thế này mà chẳng làm được đấy đấy đi mà làm Có làm được đâu, có ai làm đâu. Lâu nay có ai làm đâu. không ai làm được thì Vẫn đợi ông ấy. nó mới bỏ Vẫn đợi ông dậy để làm ấy. ta mà xuống ta mà nấp sang sang đồng xuôi thì xuôi rồi thôi Đấy. thế còn ông vô được Ông ra đồng giàu thì hết. Thế nên là phải khỏe khỏe ăn mà cho khỏe thì mới hôm mà dậy chuyên nghề thì cháu học với. Và một trái dây cũng được nhưng mà dặn ở đấy ta vẫn nói thường nên ở dưới ở ta mang người ta làm ta không làm ở trên ta đem mang không làm nhầm vô mang người ta làm nhưng cái máy của cậu đã bỏ tất bỏ cho mà đâm máy của mình vào cho mình vào coi cái cụ đã bỏ hết ông vô ông ấy ông mang về nhà phải dối làm ra thế nào có bố đó rồi không cho mà tôi mua trái dây cho mà xem mua trái dây cho mà xem Ông ra ông muốn được không? Chắc muốn được. rồi mua đó Ông muốn giỏi đấy, cũng giỏi đấy. Các ông chuyên nghề rồi, ông đi ông quá cái muốn tốt lắm. Nhưng mà cái là giờ cũng yếu rồi. cũng là kéo cái thằng nếu cây không nổi Kéo cây thì có mỗi cái câu còn leo xin. kéo ta chán hôm nào muốn mình đi mua dễ dùng rồi mua cái thằng nếu cây không xong cái gì ta mà nó thua được đời tiền đố vừa vào bên mày nó thua được đời bỏ bớt nước đầy thì đã nên được nhưng cứ để thế thì không nên được là vì đã thua nước đầy nó hỏng ở đâu này ta biết không hỏng với cả cái anh kia này anh kia trăng này anh mà hôm nay ông cứu cứu cho đoàn tại vì sáng hôm sau vật đạo dinh chủ tịch ở xã ngô nó